Chuyển qua một bản tin xã hội khác đến từ Trung Quốc, thưa quý vị, một cô gái tăng cân gấp đôi sau 7 năm uống thuốc giảm cân. Vâng, một cô gái Trung Hoa tên là Xiao Li đã bắt đầu uống thuốc giảm cân từ năm 2011 sau khi xem quảng cáo trên TV. Cô gái 18 tuổi khi ấy chỉ nặng 45 kg nhưng mà vẫn muốn gầy thêm chút nữa. Xiao Li cho biết là ban đầu thuốc giảm cân tỏ ra khá hữu ích. Trong một tháng thì cô sụt tới 13 kg cho nên quyết định dừng thuốc. Nhưng mà vừa ngưng ít lâu thì cơ thể Xiao Li bỗng béo lên. Cô không những trở lại cân nặng cũ mà còn tăng thêm vài kg. Bực tức cho nên cô gọi điện thoại đến dịch vụ khách hàng của công ty bán thuốc và công ty lại chào mời các loại thuốc khác, khiến cho cô này lại siêu lòng. Thế nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi và trải qua 7 năm trời, số tiền mà cô chi vào thuốc giảm cân lên tới tương đương là gần 30.000 đô la Mỹ, thưa quý vị. Thế mà từ 45 kg, giờ đây thì cô này lại nặng gần một tạ, khiến cho cô quyết định đi thu nhỏ dạ dày. Và bác sĩ cho biết là ngoài thói quen ăn uống thì thuốc giảm cân cũng là nguyên nhân chính khiến trọng lượng của cô gái này thay đổi dữ dội. Và trên thực tế thì thuốc giảm cân hoạt động theo cơ chế kiềm chế cảm giác thèm ăn hoặc là tăng bài tiết nhưng mà không ổn định. Thưa quý vị và thưa anh Cát Hành, cân nặng một tạ thì phải nói là nặng lắm thưa anh. Và trường hợp này thì Bích Trâm gọi đây là tiền mất mà tật mang. Thật ra thì chả có con đường tắt nào cả và chẳng có thuốc tiên nào để mà giảm cân mà lại không có những cái tác dụng phụ. Và muốn giảm cân thì phải kiểm soát chế độ ăn uống và phải siêng năng tập luyện thể dục cũng như là siêng năng hoạt động. Nhưng mà thưa anh, là tại sao những cái loại thuốc giảm cân Bích Trâm thấy là đôi lúc nó vẫn bán chạy được như tôm tươi? Thì nó mới coi như là nó đáp ứng được cái khát vọng muốn đẹp của phụ nữ thôi. Cái phụ nữ gì chứ mà được đẹp hơn là một cái khát vọng nó rất là to lớn. Thành ra nó vẫn cứ được hữu hiệu, như những loại, mọi loại thuốc đều hữu hiệu cả. Nếu như mà mình nghe tin này mình lại cứ nghĩ là chắc là thuốc made in China nó mới có tác dụng ngược như vậy, nhưng mà chắc là không phải đâu. Trong trường hợp này thì thuốc Anh, thuốc Pháp, thuốc Mỹ thì chắc nó cũng đều có tác dụng như vậy cả. Bởi vì như người Việt mình nói, đây là cái trường hợp mà họ chữa lại lợn lành thành lợn què. Rõ ràng là với một cái cô gái gốc châu Á mà một thước 6 mà coi như là chỉ có 45 kg, tức là tròm chèm 100 pound chứ mấy. Mình phải nói là mình nhìn thì mình thấy là ốm rồi, là người ốm. Mà theo cái chỉ số BMI đó, nếu mà tính ra thì cái theo chỉ số BMI của khoa học của y tế thì nó chỉ là 17.5. Mà thường thường người ta nói là phải chỉ số đó phải là 18.5 tới 25 thì mới gọi là vừa và đẹp đó. Thì cô này dưới 18.5 chỉ có 17.5 thì coi như là gầy. Thế mà rõ ràng là cô lại không có chịu theo những cái tiêu chuẩn bình thường mà cô đánh giá cái đẹp của cô theo con mắt của cô thôi. Và thành ra là cô lại muốn gầy thêm, thành ra nó mới từ đó nó mới có chuyện. Mà lẽ ra đó thì với một cái chuyện gầy như thế, mình phải thấy là cái chuyện bây giờ cô khi mà mập đó, cô phải đi vô nhà thương, cô thu nhỏ dạ dày là chứng tỏ rằng là cô này có cái thói ăn uống cũng bạo tàn lắm đây. Thành ra chính như vậy mới nghĩ tới cái chuyện giảm cân trước hay sao. Lẽ ra cô phải theo cái sách của cái cô mà cô tài tử Trung Quốc là cô Triệu Vi đó, cô Tiểu Yến Tử đó, cô nói rằng là cái phương pháp mà làm đẹp hay nhất là bóp mồm miệng mà sải đôi chân. Chứ không phải là bóp dạ dày. Tức là phải hạn chế ăn uống mà thời gian tăng tập thể dục nó mới là đúng. Nhưng mà cô làm ngược lại thì cô cứ tin tưởng vào thuốc. Mà như Bích Trâm vừa nói, cái thuốc, đại đa số cái thuốc mà giảm cân, giảm béo thì nó cứ cho người ta, đem lại cho người ta cái cảm giác là no đủ. Nó chán ăn và nó không thèm ăn thôi. Nhưng mà khi mà hết thuốc thì quan là làm nó lại sự thèm ăn nó lại quay trở lại gấp đôi, là ăn gấp đôi thì cũng như không thôi. Mà mình phải thấy rằng đối với những cái phụ nữ như vậy, cái quan trọng nhất là cũng có người bên cạnh để cố vấn. Thành ra những cái cô gái mà mình thấy có người yêu rồi thì lại không bao giờ có cái tình trạng này. Thứ nhất là cái tâm lý, thấy không? Đã lại có bồ có chồng rồi thì có lẽ là không có cần cái nhu cầu, không có cần mà giảm béo nó ghê quá. Và cái thứ hai nữa là thì chồng người ta cố vấn rồi, thành ra nó khó có cái chuyện như thế. Chỉ có trường hợp với cô độc thân thì hay bị cái trường hợp thái quá như vậy.
À, bởi vậy mới có cái câu chuyện chồng lợi hại là ở chỗ đó. Thì có một bà đó, bà mới tắm xong thì sửa soạn đi ngủ, thì bà lại ưỡn nẹo ở trước gương, bà mới than thở với ông chồng là: ôi giời, giờ mới lấy anh 20 năm mà sao giờ hình như bắt đầu người của em nó nhiều nếp nhăn và hình như nó mập ra rồi. Thì ông chồng ông chắc lưỡi, ông nói: nhưng mà dẫu sao thì mắt của em lại cũng tốt như 20 năm trước. Thế là hai vợ chồng cãi nhau cả đêm. Rồi một tháng sau lại cũng là tình trạng đó, cũng lại cũng xảy ra. Bà lại ưỡn nẹo trước gương, bà nói: ơi anh ơi, hình như bây giờ em lại hình như là ốm lại mà người thon thả lại á. Thì ông chồng hoảng quá, ông mới la là: thôi thế thì mắt em có vấn đề rồi, mai đi khám bác sĩ đi. Thế là lại cãi nhau thêm một đêm nữa thôi. Không có khi nào là vừa với đàn bà cả. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.